Đăng Khoa xin kính chào cô bác và anh chị. Nếu như cô bác và anh chị đang cần tìm mua một chiếc loa siêu trầm, một chiếc loa súp để phục vụ cho cái nhu cầu giải trí, hát karaoke, nghe nhạc, xem phim trong gia đình thì không thể bỏ qua video ngày hôm nay nhé cô bác nhé. Ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là đặc biệt và bọn em sẽ giới thiệu cho cô bác và anh chị một vài cái cách để chúng ta lựa chọn cái loa siêu trầm làm sao cho nó phù hợp. Như chúng ta đã biết là cái loa siêu trầm ấy, trong một bộ dàn karaoke hoặc là bộ dàn nghe nhạc ấy, là một cái thiết bị rất là quan trọng. Cho dù là loa thì chúng ta là loa gì đi chăng nữa hay tới đâu đi chăng nữa, những cái giải loa siêu trầm, giải trầm sâu mềm lực thì chỉ có loa siêu trầm nó mới có thể tạo ra được cái tiếng trầm nó hay, nó hấp dẫn, nó kích thích để chúng ta nó nghe nó hưng phấn hơn, xem phim hoặc là nghe nhạc nó cũng có rất là đáng để chúng ta chơi lựa chọn những dòng loa siêu trầm. Trong thời gian vừa qua, những năm 2017-2018 là những cái năm bùng nổ, đặc biệt 2019 là những năm bùng nổ về loa siêu trầm. Và trong thời gian đấy thì Hoàng Long bán không biết bao nhiêu dòng loa siêu trầm toàn quốc cho rất nhiều những anh em từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Tổng số lượng khách hàng của chúng em lên tới hàng trăm nghìn khách hàng rồi các bác nhé, trải dài khắp 64 tỉnh thành. Nên Hoàng Long Âm Thanh Số là một đơn vị rất là uy tín và rất là tự tin khi cung cấp các thiết bị karaoke, đặc biệt là những dòng loa siêu trầm cho cô bác và anh chị khắp mọi miền tổ quốc. Và cho tới năm 2019 thì đã xuất hiện rất là nhiều những mẫu siêu trầm khác nhau, và khi càng tìm hiểu chúng ta càng thấy phức tạp, càng thấy không biết lựa chọn sản phẩm nào cho nó phù hợp. Thì video này thì bọn em sẽ giới thiệu một vài cái cách để chúng ta lựa chọn làm sao để lựa chọn một cái loa siêu trầm nó phù hợp cho cái nhu cầu giải trí, xem phim, nghe nhạc trong gia đình. Thì thứ nhất là cái loa siêu trầm ngày nay nó khác với loa trầm bãi ngày xưa rồi các bác nhé, khác với những công nghệ của 20-30 năm trước rồi. Thì bây giờ loa siêu trầm nó đã đến cái mức độ gọi là đỉnh cao rồi các bác. Đỉnh cao rồi có nghĩa là nó không chỉ đơn thuần là nghe nhạc nữa, không chỉ đơn thuần là xem phim nữa, mà cũng không chỉ đơn thuần là hát karaoke nữa, mà loa siêu trầm bây giờ nó cũng có thể chơi được 3 trong 1 luôn. 3 trong 1, tức là vừa hát karaoke được, vừa nghe nhạc được và vừa xem phim được. Tức là cái loa trầm bây giờ nó đã đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu giải trí trong gia đình của các bác nhé. Chỉ có điều chúng ta lựa chọn sản phẩm nào thôi cho nó phù hợp thôi. Và cái thứ hai nữa, loa siêu trầm bây giờ nó phải đẹp, đúng không ạ? Hình thức nó phải đẹp để chúng nó phục vụ cho cái đặt trong không gian nhà chúng ta nó được tôn lên cái để sang trọng lên cái ngôi nhà chúng ta lên. Và cái thứ ba nữa, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa thì giá thành nó phải phải chăng, nó phải chất lượng, đúng không ạ? Chất lượng và giá thành nó phải chăng nữa. Thì chúng ta lựa chọn sản phẩm nào, khi mà chúng ta càng tìm hiểu càng thấy đau đầu, càng thấy phức tạp, thì hôm nay em Khoa sẽ giới thiệu cho các bác và em chị có thể tham khảo một cái mẫu loa siêu trầm mà em thấy là nó hội tụ được đầy đủ tất cả những yếu tố khắt khe, cho dù là những người khó tính nhất cho tới những người mà chơi âm thanh lâu năm nhất, kinh nghiệm 20-30 năm đã cũng phải đánh giá những dòng loa siêu trầm này với một cái ánh mắt rất là khâm phục. Trước mắt các bác và anh em đây, đó chính là dòng loa siêu trầm mang thương hiệu của Mỹ, hàng cao cấp WeWork, vâng và anh chị nhé. Đây model là W2012, sản xuất từ năm 2020, rất là mới và rất là xịn. Với thiết kế vẻ bên ngoài thì chúng ta sẽ cùng xoay quanh một vòng. Ở thiết kế bên ngoài đó chính là một cái màu gỗ, một cái dán gỗ rất đẹp, rất là sang trọng, với cái đường nét các thứ bo tròn rất là mịn màng gọn gàng, và chỉ với cái đường nét sắc sảo tinh tế, một cái thiết kế mang phong cách hiện đại của châu Âu, và bốn cái chân ở đế ở dưới đây để chúng ta phải nâng giảm cái độ cao để chúng ta đạt được bất kỳ một không gian nào, dù là nó không bằng phẳng, nó bọc bênh như chăng nữa, cái độ cái chân này nó có thể nâng cao được, nâng hạ được cái độ cao, cho nên là nó làm cho con loa trầm rất là vững chãi. Đặc biệt là những cái chân này nó thiết kế bằng cao su nên là đánh nó không có bị rung chấn và gần như là nó rất là vững chãi. Và cái phiên bản này được sử dụng là một cái màng bát polyplast rất là đẹp. Có một cái e-căng này thì xin phép được tháo ra cho cô bác và anh chị cùng tham khảo cái e-căng này. Cái e-căng này thì nó được treo bởi một cái tấm lưới này, một cái logo của WeWork của Mỹ, hàng chính hãng xịn sò, cô bác và anh chị có thể cùng tham khảo. Đó, cái logo này, cái e-căng này chúng ta phải tháo được sang một bên. Và khi tháo ra thì nó sơn độ ra một cái mặt bát như thế này. Bát này sử dụng là bát 30, bát 3 tấc đấy, nguyên cao su màng polyplast. Đây một cái là dòng loa súp, một cái công nghệ hiện đại nhất, tiên tiến nhất. Cái màng này nó có cái chất liệu nó rất là mỏng, màng polyplast rất là mỏng nhẹ nhưng mà cứng. Chính vì mỏng nhẹ với cái độ cái trọng lượng nó không quá lớn thì khi mà đánh dao động ấy nó không có cái độ gia tốc nó quá mạnh mà nó sẽ dừng ngay ở về trí cân bằng. Chính vì cái công nghệ hiện đại như này nó mới tạo ra cái tiếng trầm rất là sâu, rất là lực, nhưng mà nó không hề ù rèn, không hề đau đầu, không hề khó chịu như cái dòng loa trầm bãi mà chúng ta thường thấy. Đây là một công nghệ đặc biệt của thương hiệu WeWork phát triển độc quyền cho tới và phân phối trên toàn thế giới.
hàng này thì qua cái phần trải nghiệm của rất là nhiều anh em chơi lâu năm rồi thì đã đánh giá những dòng loa siêu trầm này nó đánh được những giải rất là sâu đến mức độ mà quá cả ngưỡng nghe của tai người nữa. Thông thường tai người nghe chỉ khoảng tầm đến 20Hz là chúng ta đã bắt đầu không thể phân biệt được rồi, nhưng dòng loa siêu trầm nó đánh được sâu hơn cả cái giải 20Hz. Có những bản nhạc gần bản nhạc mà nó thể hiện những loa siêu trầm nó thể hiện một tai người chúng ta nghe thấy, nhưng mà màng loa nó vẫn di chuyển đến mức độ như vậy. Nên chúng ta có thể thấy được là cái giải siêu trầm như vậy thì ngoài cái khả năng cảm nhận bằng tai thì chúng ta còn phải cảm nhận bằng giác quan, bằng xúc giác, bằng cơ thể. Nên chúng ta cảm nhận được như vậy nó mới rất là độc đáo của những dòng loa siêu trầm như này. Âm thanh xuống rất là sâu và nó gợi cho chúng ta một cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Và điều đây là chỉ có hiện tại là loa siêu trầm mới có thể đạt được cái tiếng trầm sâu, mềm, gọn và không hề đau đầu, u rèn như cô bác anh chị hay thấy những dòng loa trên thị trường thông thường. Vấn đề công nghệ đặc biệt của hãng Wiwood và một được vài cái thông số kỹ thuật để chúng ta cùng tham khảo. Cái công suất của loa siêu trầm này thì lên tới 500W, nếu có thể đánh được không gian tầm 40-50m2 và nó rất là dễ dàng phối ghép với bất kỳ một loa nào cũng được, dù là loa gân vải tầm dầu hay là gân mút chắp giấy hay những dòng loa full bass 30 hay là full bass 40, chúng ta vẫn có thể ghép được với những dòng loa siêu trầm này rất là sâu, rất là lực và không hề đau đầu khó chịu. Đặc biệt là chúng ta nghe những bản nhạc nhẹ nhàng du dương như thế này, nó cần cái độ chi tiết sắc nét thì loa siêu trầm này vẫn thể hiện được rất là tốt các bác nhé. Còn khi hát karaoke đúng không ạ? Còn khi hát karaoke thì nó cái tiếng trầm, có thêm cái tiếng trầm nó sẽ giúp cho cái bản nhạc nó được liên tục đều đặn mà chúng ta hát nó không bị lạc nhịp, hát đúng nhịp thôi nó đã hay hơn rất nhiều so với những người không biết hát lệch nhịp đúng không ạ? Cái loa trầm này sẽ giúp cho chúng ta hát đúng nhịp. Và còn khi xem phim đúng không ạ? Khi xem phim chúng ta có thể thể hiện được tất cả những cái giải âm sắc nó cũng sống động nhất, ví dụ như là tiếng sóng biển này, tiếng ngựa phi này, rồi tiếng súng đạn này, tiếng tiếng động đất chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nó cần đòi hỏi những cái loa rất là tốt mới thể hiện được cái âm sắc trung thực như vậy. Và để cho các bác có thể cảm nhận được cái chất âm thì chúng ta sẽ cùng ngồi lại thưởng thức một bản nhạc không ngờ để kết nhanh cái phần trải nghiệm này. Ở đây thì em đang lấy tín hiệu qua một chiếc nâng tiếng và chúng ta chỉ cần cắm nguồn là chơi luôn các bác nhé. Nó rất là đơn giản, dễ chỉnh. Ở phía sau thì nó có hai cái núm tinh chỉnh, đó là một cái núm tăng giảm âm lượng và một cái núm là cắt tần số. Thì tùy theo mỗi sở thích của mỗi một người khác nhau thì chúng ta có thể sử dụng, ví dụ như tăng giảm âm lượng chúng ta biết rồi đúng không ạ? Chúng ta tăng lên thì tiếng trầm nó sẽ mạnh mẽ đúng không ạ? Còn khi chúng ta giảm thì đương nhiên tiếng trầm nó sẽ nhỏ đi. Còn khi mà chúng ta muốn cái tiếng trầm sâu mềm thì chúng ta cắt cái tần số thấp xuống. Còn khi mà chúng ta thích cái tiếng trầm nó chắc gọn bây giờ thì chúng ta cắt cái tần số cao lên. Và xin mời chúng ta sẽ cùng ngồi lại thưởng thức chất âm của cái loa siêu trầm ngày hôm nay mang thương hiệu Wiwood, model là W2012. Nghe chưa rõ thì có thể đeo tai phone để chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc hơn. Nghe qua điện thoại thì không cảm nhận được âm sắc của loa siêu trầm. Em sẽ tắt loa trầm đi, cô bác anh chị cùng cảm nhận. Tắt rồi đấy. Như vậy là chỉ nghe duy nhất một đô la này. Rất là hay đúng không ạ? Rất là hay. Nhưng mà khi thêm loa trầm nó sẽ hay hơn rất rất nhiều các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng ngồi lại. Đó. Và cuối cùng thì về giá của loa siêu trầm ngày hôm nay thì thông thường với giá niêm yết của hãng là 8 triệu đồng các bạn anh chị nhé, là 8 triệu đồng. Một cái giá rất là yêu thương và so với trong tầm giá như vậy thì thật sự loa trầm này đã không có đối thủ nữa. Thậm chí những dòng loa trầm mà 12-13 triệu rất là nhiều anh em chưa yêu mang đến so sánh với nó thì loa trầm nó đã có cái âm sắc rất là nổi trội đặc biệt rồi, nó đã hơn hẳn những dòng loa 12-13 triệu trong tầm giá như vậy. Và nhưng mà hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của em sẽ dành tặng cho 100 người đầu tiên mua hàng, của em sẽ ưu tiên cho cô bác anh chị một cái giá rất là yêu thương chỉ dành cho 100 người đầu tiên thôi cô bác anh chị. Chúng ta sẽ vào cái phần giá của đô la này, vào quả trầm này. Thay vì chúng ta mua với giá 8 triệu đồng thì hôm nay chúng em sẽ dành tặng cho các anh chị
mua những loa siêu trầm của mang hiệu của Wimot ngày hôm nay, chỉ dành cho 100 người đầu tiên, giảm ngay 2,5 triệu cho cô bác anh chị. Thay vì chúng ta mua 8 triệu đồng thì chúng ta chỉ mua với giá là 5,5 triệu đồng thôi các anh chị nhé. 5,5 triệu đồng chỉ dành cho duy nhất là 100 người đầu tiên thôi. Ai mà đang tìm kiếm một dòng loa siêu trầm giá hay, giá rẻ hay, chất lượng đảm bảo, uy tín cũng như là xứng đáng đồng tiền chúng ta bỏ ra, thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời chúng ta mua những dòng loa siêu trầm. Thay vì 8 triệu đồng thì ngày hôm nay chúng ta chỉ mua với mức giá 5,5 triệu đồng thôi các bác nhé. 5,5 triệu đồng thì dành cho 100 người đầu tiên thôi. Các bác anh chị nhanh tay đặt hàng, gọi điện theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên tấm biển 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của chúng em 107 phố Trường Lân, Long Biên, Hà Nội. Cầu mong bán hàng với một phương châm đó là làm hài lòng tất cả mọi người. Cô bác anh chị đã ngay đã theo dõi kênh YouTube của chúng em là chúng em bán hàng rất uy tín, rất trách nhiệm và bảo hành cho cô bác anh chị trong vòng 1 năm. Tất cả sản phẩm bảo hành trong vòng 1 năm, lỗi đâu chúng em sẽ đổi mới sản phẩm cho cô bác anh chị, rất uy tín và trách nhiệm. Chưa hết thì chúng em vẫn còn tặng cô bác anh chị rất là nhiều những phần quà, ví dụ như một chiếc dây 3 mét, dây rất là dài nhưng chúng ta có thể kết nối một cái khoảng không rất là rộng, chúng ta có thể bố trí làm sao cái căn phòng chúng ta được gọn đẹp ở nơi nào mà để cho nó trầm tiện nhất, chúng ta đặt với cái dây dài 3 mét thì chúng ta có thể để bất kỳ đồ cũng được các bạn nhé. Và tặng thêm cả dây nguồn cho các bạn anh chị. Và ngày hôm nay trước hết ngày hôm nay chúng em sẽ bao ship miễn phí, ship toàn quốc cho các bạn anh chị, chỉ duy nhất cho 100 người đầu tiên đặt hàng mua những dòng loa siêu trầm này. Thay vì giá niêm yết là 8 triệu đồng thì các bạn anh chị đặt hàng ngay bây giờ, ngay lúc này sẽ được giảm giá 2,5 triệu đồng, còn 5,5 triệu đồng các bạn nhé, chỉ còn 5,5 triệu đồng cho cái dòng loa siêu trầm, siêu vip, siêu độc và siêu hay ngày hôm nay, hàng chính hãng của thương hiệu Mỹ, cao cấp của Mỹ, bảo hành cho các anh chị trong vòng 1 năm, hoàn toàn bán hàng toàn quốc. Và nếu như cô bác anh chị nào đặt hàng ngay bây giờ gọi điện theo số điện thoại hotline, chúng em sẽ gửi hàng về tận nhà, nhận hàng, cô bác anh chị kiểm tra đúng hàng như thế này, đúng sản phẩm như thế này thì mới thanh toán, mà không có không trả lại chúng em. Vâng, cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hoặc cho Hoàng Long. Và tất cả những sản phẩm liên quan như là loa trầm này, loa chép này, loa khung đẩy này, mic khung dây này, vang nâng tiếng, loa karaoke hay những bộ karaoke giá rẻ bình dân, thì cô bác anh chị có thể tham khảo thêm trên kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số, hoặc là trên fanpage của Hoàng Long Âm Thanh Số, hoặc là trên kênh trên website www.hoanglongamthanhso.com. Rất là cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi và chúc cô bác anh chị sớm mua được hàng giá rẻ của ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại cô bác anh chị.